giống như cái buffet vậy đó, dọn ra nhiều món lắm. Đừng có đi điên, đừng có bị điên, bỏ khoảng như là bỏ 1 triệu đồng hoặc là 100 đô ăn buffet sang trọng bỏ vô, mới món đầu tiên nhào vô ăn cơm chiên liền. Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, tôi là Ellie, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ được gặp một diễn viên rất là đặc biệt, một cô bạn sinh năm 87 mà Ellie cảm thấy rất là thú vị và rất là muốn gặp cổ để nghe cổ tâm sự về cuộc đời cũng giống như là những điều liên quan đến cuộc sống. Đó chính là diễn viên Nam Thư. Tôi xin kính chào quý vị khán giả của Nói Đi Ngại Gì. Hôm nay rất là vui khi được ngồi ở đây chia sẻ tâm sự, và đặc biệt ngồi ngồi kế bên một cô bạn cùng tuổi. Ủa sao tự nhiên bây giờ mình lên sóng mình cứ nói tuổi mình hay gì vậy? Đi, đúng mình rồi, bỏ qua chuyện đó đi xong rồi ha. người ta biết là mình kiểu như là qua 30 thôi, bỏ rồi, bỏ 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 đi hồi bỏ nãy đi. giờ mọi người cũng đừng quan tâm với tuổi, thật ra tụi mình sinh năm 90 thôi nha mọi người nha, sinh năm 90 thôi, sinh năm 90 thôi, sinh năm 90 thôi. Chúng tôi là thế hệ 9X. Ok. Và Nam Thư ơi, cái một cái điều mà tất cả khách mời ở đến với chương trình Nói Đi Ngại Gì đều phải thực hiện, đó là tuyên thệ với nội dung sau đây: tôi là và tôi sẽ cam kết những điều tôi chia sẻ trong chương trình Nói Đi Ngại Gì đều là sự thật. Ây chà, Thì Nam Thư có sẵn sàng để làm điều đó không Thư trước giờ ok, tôi là Nam Thư. nè? Tôi xin cam đoan cam kết tất cả những gì Thư nói đi ở Nói Đi Ngại Gì đều là sự thật đó. Còn trước giờ thì Thư Thư thật lắm, cái gì Thư cũng cũng không có vòng vo, hiểu không? Ok, vậy tốt rồi. Và sau khi Nam Thư tuyên thệ xong thì Ellie sẽ chia sẻ với Nam Thư cái chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là tình yêu mà không có ba chấm. Thì Nam Thư cũng biết là ba chấm đó, nó muôn hình vạn trạng lắm, mà người ta muốn thêm cái gì vô thì người ta thêm. Thì đối với Nam Thư thì nếu mà trong cái tình yêu á, thì cái khoa ba chấm đó thì nó sẽ có những cái gì nhỉ? Nó nhiều lắm, ba chấm đó đó, ba chấm đó mình có thể là ghen tuông rồi, hoặc là tình yêu mà không có sự ràng buộc, hoặc là tình yêu mà không có hép sex, thì là tình đồng chí. Quả nhiên là Nam Thư đúng là một người phụ nữ rất là nhanh và rất là tinh tế. Ali mới hỏi một cái sơ thôi thì Nam Thư đã trả lời gần hết được những cái hashtag của chương trình luôn rồi. Ali muốn hỏi Nam Thư câu đầu tiên là Nam Thư phải trả lời thật nha, tại vì hồi nãy mình tuyên thệ rồi đó, là Nam Thư đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tới thời điểm này thì Thư trải qua ba mối tình. Ba mối tình thôi. Ừ. Thì có phải ba không? Thiệt, Thư chỉ trải qua ba mối tình. Là khoan 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 khoan, Nam Thư tính là mối tình là kiểu giống như là hai người thực sự in relationship hay là chỉ cần thích nhau cũng là mối tình? À không, Thư là phải in relationship, tức là trong một mối quan hệ luôn á. Thư không có yêu ai mà dưới 2 năm hết á. Thì phải là mối tình, chứ Thư không Đúng có rồi, đúng là rồi. gặp anh này 1 tuần cho không hợp, mình next. Không, Thư không, tức là Thư bắt đầu mối quan hệ là ít nhất một mối tình với Thư là ít nhất phải 2 năm. Vậy là chắc chắn là sẽ không có one night stand. Không không không, Sẽ không có đúng không? hơi tiếc ha. Không biết cái này nên tiếc hay không nữa, nhưng mà theo Ly thấy như vậy rất là hay. Thư nghĩ vậy nè, nhiều người nói là thật sự là nhiều người nói trời con gái mà trải qua nhiều mối tình quá thấy nó kỳ, ví dụ bởi thường nhiều người nói 3 4 là cũng là nhiều rồi, mà Thư nghĩ vậy nè, tình yêu á giống như cái buffet vậy đó, dọn ra nhiều món lắm. Đừng có đi điên, đừng có bị điên, bỏ khoảng như là bỏ 1 triệu đồng hoặc là 100 đô ăn buffet sang trọng bỏ vô, mới món đầu tiên nhào vô ăn cơm chiên liền sình bụng đó, đúng chưa? Thì đó, yêu không thể là yêu gặp anh nào mới yêu lần đầu tiên vào, anh ơi em yêu anh quá, em hai mình cưới nhau rồi, xong ở hai mấy tuổi ở cái thời điểm tình đầu về cưới xong bắt đầu về bắt đầu mới thấy những cái phát sinh đó, rồi bắt đầu có những cái chuyện gì xảy ra không hay, rồi chia tay chia chân gì đó. Đối với Thư tình yêu buffet vô ăn đi, hãy lựa tất cả các món mà thích. Từ từ nhấm nháp và trải nghiệm đúng không? Mình ăn sushi, mình ăn đồ sống, mình ăn sushi, không không sushi nữa, mình qua hải sản, không hải sản nữa, mình về mình ăn chè đó. Sau đó cuối cùng mà thôi mình ăn món gì no đi, mình hãy chọn cơm chiên mà ăn, để lúc đó no. Quả nhiên là một cái người mà rất hiểu là nên nhấm nháp tình yêu như thế nào để mà nó thú vị. Câu hỏi tiếp theo mà Ellie dành cho Nam Thư đó là cái mối tình nào mà dài nhất của bạn? Dài nhất. Cũng tại ngay ngay tại đây Thư đã cũng ngay tại đây Thư gọi điện cho mối tình dài nhất của Thư để mượn tiền. Tại ngay Cái tại mối đây tình hả? của Thư là lên mặt báo thì ai cũng biết, mối tình trải qua 6 năm. 6 Chúng năm. tôi quen nhau 6 năm, hết sức yêu thương nhau, chia tay trong văn minh hòa bình. Và tới bây giờ cần thì vẫn giúp đỡ nhau, vẫn bên cạnh nhau. Vậy thì trong cái 6 năm mà mình quen nhau đó chắc chắn là trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc rồi. 6 năm thì cũng gần giống như là mình hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của đối phương luôn. Thì sau khi mà chia tay xong thì Nam Thư rút ra cái kinh nghiệm gì cho mình? Kinh nghiệm đầu tiên là không nên yêu quá 6 năm.
Yêu 2 năm thôi. Ủa? 2 năm thôi à? 2 năm thôi. Tức là như như Ellie nói đó, đã quá hiểu rồi. Ví dụ bạn nó chỉ cần đứng lên ngồi xuống, thư có thể quẩy đuôi là biết đi hướng nào đúng không? Tức là giống như là mình hay sẽ có anh chỉ cần nhóm để biết nhảy điệu gì rồi đó. Tức là mình sẽ nó tới cái thời điểm nó dạng như là mình hiểu nhau quá rồi, cái gì cả hai đều hiểu nhau quá rồi, nó không có còn gì thú vị để mà có thể tìm hiểu sâu hơn, nó mất đi cái sự khám phá ban đầu đúng không? Nên chỉ yêu 2 năm thôi, đó, rồi về cái thời gian về sau hôn nhân là mình sẽ bên nhau rồi khám phá nhau nhiều hơn và tới lúc đó có trói buộc rồi, chúng ta phải chấp nhận những cái tốt, những cái xấu của nhau. Và thực ra là cái mối tình mà 6 năm đối với những người mà trong showbiz là cũng là những mối tình hiếm hoi đấy. Thư không biết tại sao nha, tất cả mọi người nhìn vào Nam Thư đều đánh giá có thể là Nam Thư là một cái kiểu cô gái là chắc là one night nhiều hoặc là kiểu bad girl nhưng mà Thư yêu là Thư yêu cắm đầu, yêu đập đầu, yêu là chỉ và yêu sống yêu chết một người đó đúng không? Đúng rồi, sau khi kết thúc mối tình đó thì ok, mình nguôi ngoai, mình sẽ mở lòng cho những người khác. Thật ra Ellie lại cảm thấy những người như Nam Thư là những người biết sống ấy chứ. Tại vì mọi người đều biết là chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất mà thôi, cho nên là làm cái gì cũng phải hết mình, yêu cũng phải hết mình, làm công việc cũng phải hết mình chứ. Còn kiểu nhập nhằng thì Ellie không ủng hộ lắm, cho nên rất là thích bạn cái điểm này. Tức là khi mình yêu, để mình khi mình quay lại mình nhìn mối tình đó, tôi cảm thấy hết sức là vui vẻ, bởi vì sao, tôi đã hết mình với cái cuộc tình đó, không có gì hối tiếc cả. Và cho dù đến cái ngày cuối cùng thì mình vẫn cảm thấy tự hào với cả hai bên là tôi đã sống hết mình với anh mà anh đã sống hết mình với tôi đúng không nè. Thì rõ ràng khi mình sống như vậy là mình kết thúc một mối tình thì mình sẽ thấy là cả hai bên đều tôn trọng và nhau. Và cái vụ mượn tiền hôm trước ở đây là thành công hay không? Không, không. Không thành công hả? Không, không, không. Không hay là bên kia biết là mình hay là troll rồi? Không. Tại không. Vì hiểu nhau quá mà. Không, bây giờ là chắc là bên kia biết troll á. Ồ. Chứ nếu mà Thư mượn tiền là Thư cũng không gọi gì đâu. Chứ còn gì nữa. Ví dụ mượn tiền vậy vậy. Đi qua đem qua liền cho em đang ở đây, em qua liền rồi. Cho em. Hửi là ghét thấy mùi tròn tròn là. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Nói Đi Ngại Gì của chúng tôi ngày hôm nay. Và hãy nhớ lịch phát sóng của chương trình vào lúc 20 giờ tới 2 hàng tuần trên trang thanhniên.vn, fanpage báo Thanh Niên cũng như là YouTube iHayTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.